Hôm nay Rockefeller GV đón ba khách đặc biệt, ba anh quân nhân đến trại chơi. Được đấy anh. Con này là nhập về đấy. Cứ có chủ ở đây thì cứ xoa thoải mái. Không thì nó nhìn thấy anh nó đã gừ rồi chứ. Nó nghe thấy tiếng bước chân chủ ở trong kia mà có người ra ngoài này thì nó đã biết là cho ra rồi. Muốn chơi đấy, giờ chưa có gì cho chơi. Con nào cũng thích ra nhưng mà đấy, nó thích ra nhưng mà chưa cho nó ra thì nó vẫn ngồi im. Bác cô ra chơi với lại mọi người đi. Xoa, với thế là xoa em đi. Đấy, con này là 8 tuổi rồi đấy, qua 8 tuổi cho nghỉ đẻ rồi đấy. Đó này là lui lui chơi rồi đấy. Mẹ của con Kaka đấy. Nhận ra chứ, nhưng hai mẹ con nó tính nó giống nhau, nó đều bá đạo cả. Nếu thả ra bình thường thì không sao, nhưng mà nếu mà thằng con mà cứ vào lông phéng là con mẹ nó bụp ngay. Hoặc là con nào chơi với nó mà chịu nhận làm em nó thì ok, thì chơi vui lắm. Nhưng con nào mà thích nắn gân nhau cái là có vấn đề. Bụp luôn hay không đấy. Bảo giờ cho nó bị hiệp luôn cái này. Khó làm gì có làm được. Nó thì gân được con này. Con này là một ngày bây giờ là nó ăn. Bởi vì con mẹ nó cũng phải là một bữa bây giờ con này vẫn cho ăn mấy lạng nhỉ? 5 lạng. Vẫn như bình thường theo cân nặng của nó. Theo cân nặng của nó, nếu mà cho ăn cám thì nó khoảng tầm 7-8 lạng một bữa. 6 lạng rưỡi 7 lạng. Cho ăn cả cám và cơm đúng không? Nếu cho ăn cám hạt. Có người xoa nó ở đây. Anh cho con này vào đi, cho con này vào. Bên ra chơi với anh Hùng đi. Ra chơi với anh Hùng. Ra kia trường. Khách kia mà. Cho Vin với lại Pila ra tiếp khách đấy, chứ không phải ra chơi đâu. Hai con này là hai mẹ con. Con này là Pila này là nhập ở Đức về đấy. Nào. Về đấy. Nào. Vin không chảy gối. Không, nó dọa thôi. Nhảy lên người nó thì nó trả táng cho, làm phiền nó mà. Thế bảo là, nhưng mà giữa cái bọn mà nó thân nhau, nó làm phiền nhau, nó cắn dọa khác nhá. Với bọn mà cắn thù khác nhá. Bọn cắn dọa thì có thể chơi, có thể nắn được, nhưng bọn cắn thù thì không nắn được. Là dính luôn. Là da nó bụp nhau là xù lông lên luôn, cắn thù. Bát vào này đã ướt hết rồi đấy. Nếu mà nó cắn thật thì nguy hiểm. Bọn này nó cắn thì nó khỏe lắm. Xoa cả hai đứa đây, Hùng ra quay video để cho quay hai mẹ con trên cùng khung hình phát này. Cứ để cái nó đây. Đi làm mà Vin ra đây. Nào, ra đây chúng ta làm kiểu ảnh nào. Ngồi xuống. Ngồi đây xem nào. Đừng chắn hết hình của con bạn. Rồi Vin ngồi xuống. Vin ngồi xuống. Ngồi xuống, nhìn kìa. Vin. Cho nó vào khung hình cả mạnh nữa. Ngồi vào đây làm sao để cho vào hết khung hình đi. Ôm đi, mạnh ôm đi. Mà Vin. Ôm vai ôm. Vin à. Vin. Có điều nó khỏe, nó quay lại liếm. Vin à, Vin thấp à. Thôi, Vin ngồi xuống. Vin. Ôi, nhìn kia, anh Hùng. Mà Vin. Nhìn anh Hùng. Vin. Nào. Vin chảy cối quá Vin ạ. À. Vin ra đây. Vin, đây mà. Ra đây. Ra đây. Ngồi xuống.
quên mất vùng dạng anh, phải ôm nó nhắm ra đây là để về hướng đấy nhìn ra đấy. Thôi đi la xích đây. Thôi Pila ơi, Pila, ca ca gọi nó bằng cái này rồi. Vào đây. Pila. Ngồi xuống, ngồi xuống. Pila vào đây ôm Pila đi. Đây, nhìn ra đây, này đây. Đây nè, anh ngồi xuống đây. Rồi, ngồi xuống nhìn vào kia để cho lấy hình cạn nó đi. Nó chỉ mù một tí, nó còn đâu không là phải ôm về là nên gọi. Chứ không là mình ôm thế này nó phởn chứ nó không có... Nó quay lại mình ngay. Và thấy con Pila nó đã to lắm rồi mà mình thấy là nó còn to, nó còn to hơn nữa. Nó còn to Vin cứ làm phiền mẹ. Vin. Không làm phiền mẹ ạ. Đực nó sẽ to hơn. Con Vin này, con Vin này 3 tuổi. Mẹ 7 tuổi cơ. Bởi vì nhập Đức nó khó và nó đắt tiền, nó khó nhập. Chắc bi thì nó dễ nhập. Còn nếu mà bình thường của nó mà định kỳ tắm thì khoảng tầm một tháng khoảng tầm tắm khoảng 2 lần thôi, không tắm nhiều. Vin điều này để ra chơi hơi nhiều nhá, Pila đấy. Sao Pila đánh đá vậy? Con cứ hở ra tí là Pila dọa. Quên không cầm thuốc răng rồi đấy. Nó đang thay đổi thời tiết mà con nào mà cái chất diệt ve ở trong máu mà nó ít một phát là ve hàng xóm nó bò sang. Thì con nào mà ở trong máu của nó mà nó hết cái thuốc bây giờ thì ve hàng xóm xung quanh này. Đấy, con này nó bằng bụng này. Thì đấy con chó là nó phải bằng bụng vậy. Nấm anh. Nấm là như thế, rụng lông như thế là nó đang coi như là sắp khỏe đấy. Chứ còn nếu không là nó sẽ là mốc da. Cái này là nó không cho nó cùng huyết thống đúng không? Có thể vẫn cho cùng nếu mà để mình lọc giống anh. Cực kỳ chảy cối quá. Chơi với Ngùng đi. Còn này là khi mà nó thích nô theo kiểu phấn với mình, nó nằm theo kiểu này để mình xoang ngực sau bụng như thế này. Đại khái gãi các thể loại. Con này thì nó ít hơn con Marvin kia nửa năm, tức là hai lứa liền nhau. Con này lứa sau của Marvin nên tính cách nó vẫn còn tăng động hơn con kia. Hả? Chảy máu chân răng nó cọ vào cái gì đấy thì nó chảy máu là chuyện bình thường. Mệt rồi. Đã về mệt. Đấy là cái đồ nó vừa ra là bà nó sẽ vào nó nghịch cái đồ. Đấu. Cầm ra đây, vào đây.
hè có gì được nào được đây. Ném cho Loki nhạt nào, có thích chơi không? Làm đây. Đây. Đây nhá. Bất kỳ chuyện gì cũng có thể thành đồ chơi. Loki ra đây, ra đây pha thế nào, nằm xuống. Nằm xuống pha cho Loki cái này. Nằm đây. Nhìn dài quá nhỉ. Hôm nay Kaka được chủ cho về thăm nhà cũ Gervi. Rookler Gervi rất là vui và cảm ơn chủ của Kaka cho Kaka về thăm trại. Và hôm nay thì Kaka về thăm trại và cũng là đón bạn cùng phòng cũ lên sống cùng. Kaka về nhà cũ thì cái việc làm từ đầu đến cuối là đái đính dấu, xác nhận vị trí mà trước đây của Kaka, bây giờ không còn mùi của Kaka nữa, ít người đái đính dấu. Nếu mà một con chó lạ mà vào đây mà bọn này nó cắn như này á, không đâm chạy mất chép. Bố này chịu. Hôm nay thì trại quyết định là cho Vinci cùng phòng với lại Kaka, còn một cái 12 tháng về ở cùng với lại Kaka, cho đi theo ba anh sĩ quan về sống cùng với Kaka. Cho Vinci về ở cùng với lại Kaka. Cây chip bắn xong rồi còn cái vỏ có cho vào đấy không? Này Kaka. Dắt con cái đi trước, anh dắt con cái đi trước. À không, dắt con được đi trước được, các anh về nhá. Cảm ơn ba anh em đến với Gervi ngày hôm nay. Và chúc cho Vinci cũng như Kaka ở nhà mới khỏe mạnh và vui vẻ. Hẹn sớm gặp lại anh em. Cảm ơn tất cả mọi người đã luôn theo dõi các video của chạy chó Rockwell Gervi Hà Nội. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở trong các video tiếp theo. Thank you and see you again.